Bà con và các bạn nghe đài thân mến, vào ngày 6 tháng 6 năm 2014 tới đây, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Ngày hội Internet. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ của dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Đối với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động